Cuộc chiến giữa các sàn giao dịch vẫn chưa hạ nhiệt khi CZ lại khơi mào một drama khác. Một cuộc chiến khác từ Fed đó là lãi suất có thể bắt đầu hạ nhiệt. Sắc xanh từ crypto liệu có cứu được các fan của Argentina và Đức hay không? Hãy thắt chặt dây an toàn vì video này sẽ có nhiều tin tức rất quan trọng mà bạn không thể bỏ lỡ. Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút crypto. Mình là Kiều Anh. Hậu sụp đổ FTX, những anh em chưa kịp gom hàng có lẽ là đang mong chờ điều gì đó khiến cho BTC sập sâu lần nữa. Biết được điều đó thì CZ đã triển ngay bằng một dòng tweet kêu gọi tất cả các công ty tiến hành sao kê một cách minh bạch. Dưới áp lực dư luận thì Grayscale đã công bố dự trữ tài sản ở Coinbase với hơn 635.000 BTC trị giá hơn 10 tỷ đô. Chuyện không có gì đáng chú ý cho đến ngày 22 tháng 11, CZ nhận ra báo cáo tài chính quý 3 của Coinbase có chưa tới 600.000 BTC trong danh mục lưu trữ. Ngay lập tức, CZ đã lên tiếng tố cáo điều này. Nhưng đây là Coinbase và Grayscale, hai công ty đại chúng và được giám sát gắt gao từ chính quyền. Đâu dễ gì hở sườn để cho CZ đông như là FTX đâu. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Ngay lập tức thì Brian Armstrong, CEO và cũng là co-founder của Coinbase, lên tiếng đính chính rằng công ty đang nắm giữ đến 2 triệu Bitcoin và đưa ra hình ảnh về lần kiểm toán mới nhất. CEO này cũng không quên nắn cân anh CZ khi mà phát biểu rằng nếu bạn thấy ai đó phát về công ty của chúng tôi ý, thì nên nhớ rằng chúng tôi là công ty đại chúng, mọi vấn đề về tài chính đều được công khai. Nghĩ thì cũng hơi quê, CZ lập tức xóa tweet và giảng hòa ngay sau đó với đính chính kèm theo rằng báo cáo tôi đọc là sai sự thật, mong mọi người bỏ qua nha, nhầm tí gì căng. Trong thị trường thì rõ ràng là có rất nhiều phe phái khác nhau, đây không chỉ là cuộc chiến của những cá con và cá mập cá voi, mà những con cá lớn nhất vẫn tìm cách để thịt nhau như thường. Bằng chứng rõ ràng nhất như là vụ Alameda thịt Three Arrows Capital và Luna, còn Binance thì vừa mới đập FTX. Theo báo cáo mới nhất của Binance thì lượng user từ vụ FTX sụp đổ đã chuyển phần lớn qua nền tảng này, tức là Binance. Đủ để thấy rằng đâu phải tự nhiên mà đầu anh bằng hói phải không mọi người? Chỉ có điều tiếc là lần này ấy, chú cá Coinbase hơi nhiều xương thôi anh CZ ạ. Đừng quên truy cập 5phútcrypto.net để cập nhật những thông tin đầu tư siêu tốc, airdrop và những ưu đãi hấp dẫn nha. Vừa qua, Tổng thống Joe Biden muốn siết chặt quy định với crypto sau vụ FTX. New York cũng chính thức cấm đào coin Proof of Work bằng nhiên liệu hóa thạch. Vùng ngoại ô New York lại là một trong những nơi có nguồn điện giá rẻ và thu hút các thợ đào. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, độ khó đào của Bitcoin lại tiếp tục gia tăng, đạt mức cao nhất trong lịch sử, gây sức ép rất lớn đối với những thợ đào. Miner liên tục bán BTC từ tháng 8 để trang trải, dự là còn bán tiếp cho đến đầu năm 2023 nếu như thị trường không hồi phục. Tình hình này mà tiếp tục ấy, thì sẽ còn nhiều công ty khai thác tuyên bố phá sản nữa. Genesis và Gemini, hai dự án tiếp theo được réo tên sau sự sụp đổ của FTX. Từng là cái tên đáng tin cậy trong giới cho vay crypto, sản phẩm chủ đạo của Gemini Earn kết hợp giữa Genesis cung cấp lãi suất cao cho người gửi và sử dụng nền tảng. Nhưng cháy nhà thì mới ra mặt chuột, khi mà FTX sụp đổ thì vấn đề thanh khoản đã được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhất là khi nền tảng Genesis có quan hệ mật thiết với FTX và Three Arrow Capital. Cụ thể thì theo trang Watcher Guru, Genesis đã mất hơn 2,3 tỷ đô trong vụ sụp đổ của Three Arrows Capital. Gần đây, họ lại nhận thêm 1 tỷ đô từ Alameda. Nhưng mà có gì đó sai sai ở đây? Tại sao nhận tiền mà lại bị ảnh hưởng nhỉ? Ra là Alameda đã chuyển hơn 1 tỷ đô cho Genesis nhưng dưới dạng FTT. Từ đó nhận lại một khoản tiền mặt tương ứng để đem đi đầu tư. Khi mà FTT thiếu thanh khoản và giá giảm một cách trầm trọng thì chuyện gì phải đến cũng đã đến. Số FTT mà Genesis cầm lúc này trở thành meme coin khi mà chia hơn 20 lần. Chuyện tưởng chừng như là chỉ xảy ra ở một đất nước Đông Lào nào đó mà nay đã xảy ra với chính Genesis. Những diễn biến sau đó dường như giống bao kịch bản trước. Chúng tôi ổn, mọi khoản vay thì đều ok la, mọi người đừng có sợ. Chúng tôi mất có 7 triệu đô thôi, vào cái tài khoản đầu tư nhỏ ấy mà. Không có gì đáng chú ý. Thực ra là chúng tôi có một ít tiền tầm 175 triệu đô gì đó mà bị block trên FTX ý. Đang tìm cách rút, mọi người cứ yên tâm, rút xong thì đâu lại vào đấy. Bảo trì ấy mà, khóa nạp rút một tí để bảo trì thôi mọi người ơi. Hơi kẹt tiền, ai cho mượn 1 tỷ đô được không?
khách manager ơi, cho em mượn 1 tỷ đô đi anh. Thế 500 triệu thôi cũng được. Thôi cút. Đến ngày 23 tháng 11 thì Bloomberg công bố tài khoản nợ 2,8 tỷ đô của Genesis. Nếu như không gọi được vốn trong tuần này thì Genesis sẽ chính thức phá sản. Dễ thấy rằng cuộc chiến nào rồi cũng để lại nhiều hậu quả nặng nề. FTX ra đi đã để lại hơn 50 con nợ lớn và danh sách vẫn còn kéo dài. Trong đó thì bao gồm cả Genesis và tình hình vẫn chưa thể nào khá lên được. Ngay lúc này chúng ta nên cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, ưu tiên giữ tiền và chờ xác nhận từ thị trường. Biết đâu là từ giờ cho đến cuối năm, thị trường lại đạt cho chúng ta một phát nữa như cái cách mà Messi và Argentina đã làm với chúng ta gần đây. Và nghề kinh doanh giày dép trên cầu Bình Triệu trở nên cực kỳ phát đạt. Điểm qua một chút với Sam và đồng bọn thì sau vụ hack 477 triệu đô, ai cũng ngầm hiểu thủ phạm chính là Sam, nhưng mà ví hack thì vẫn đang ở trong dạng theo dõi. Để làm rõ các uẩn khúc thì cuối tuần này Sam cũng sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp với tờ New York Times. Không biết là các thành viên Genesis cảm thấy gì khi mà thấy bức ảnh Sam và gia đình vẫn đang vui vẻ như thế này. Giật mình tỉnh giấc sau trận thua muối mặt 2-1 trước Nhật Bản của Đức. Bạn thì mất niềm tin vào cuộc sống nhưng mà Fed đã cảm nhận được điều đó. Văn bản họp cuối năm vào rạng sáng ngày 24 tháng 11 cho thấy thái độ mềm mỏng của Fed với cuộc chiến chống lạm phát. Ông chủ tịch thì nói bóng gió là Fed sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất cũng như để phần trăm lãi suất dần ngấm vào thị trường. Các tin tốt khác cũng xuất hiện để làm dịu combo kẹt xe ngập mưa của thời tiết Sài Gòn. Thị trường xuất hiện sắc xanh khi Bitcoin trở lại mốc 17.000 đô, nhưng mà sau đó thì lại nhanh chóng bị đá về 16.600 đô và hiện tại vẫn xoay quanh trong vùng giá này. Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, hiện tại thì chưa thấy có dấu hiệu tích cực cho BTC, chúng ta vẫn đang trong downtrend dài hạn. Thôi thì coi như đây là dịp Black Friday và cơ hội để gom hàng. Giá BNB đã tăng gần 30% từ mức 250 đô lên 300 đô, khi Binance liên tiếp tung ra các hoạt động hấp dẫn cho những người nắm giữ BNB. Đấu giá bộ sưu tập NFT của A7, Launchpad dự án Hook Protocol và pool mới cho phép khai thác token RVN. Anh em nào tham gia thì nhớ cẩn trọng chơi trong số vốn mà mình có thêm mắt thôi nha. Thời gian này đang rất nhạy cảm, đừng để lãi lại không đủ bù cho sự giảm giá của BNB là to nhá. Thị trường vẫn có nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển. Chính vào những thời kỳ khó khăn như thế này, chúng ta mới thấy được dự án nào làm thật, dự án nào scam hoặc là làm ăn giả dối. Thị trường vẫn sẽ luôn phát triển. Câu hỏi đặt ra là lúc đó, bạn có còn ở lại hay không? Cuối cùng, đừng có say nắng, say mưa, say World Cup, kẻo tiền trong ví bạn nhưng mà lại loạn quạng vào ví của người ta nhé. Hy vọng rằng video này có ích đối với bạn. Đừng quên nhấn nút like và theo dõi group Telegram Nam Phút Crypto để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Xin chào.